Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Cà Mau hôm nay thứ Bảy ngày 14 tháng 1 năm 2023. Chương trình gồm có những nội dung đáng chú ý sau đây. Chiều hôm qua, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Huỳnh Quốc Việt đến thăm chúc Tết mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Huy ở ấp Chống Mỹ B, xã Hàm Rồng, huyện Nam Căn. Tại nơi đến, đồng chí Huỳnh Quốc Việt ân cần thăm hỏi sức khỏe, gửi tặng phần quà, chúc mẹ cùng gia đình năm mới vui tươi, hạnh phúc, tiếp tục phát huy hơn nữa tinh thần cách mạng, thi đua lao động sản xuất, đóng góp một phần công sức vào xây dựng và phát triển địa phương. Cùng ngày, đồng chí Huỳnh Quốc Việt đến thăm chúc Tết tại Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã Lâm Hải và trạm y tế xã. Tại đây, đồng chí đánh giá cao những kết quả về phát triển kinh tế xã hội mà xã Lâm Hải và ngành y tế địa phương đạt được, đặc biệt là công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Nhân dịp đầu năm mới, đồng chí Huỳnh Quốc Việt chúc cán bộ, y bác sĩ tại cơ quan đơn vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Tại xã Lâm Hải, huyện Nam Căn, Ban chỉ đạo Tết Quân dân tỉnh tổ chức tổng kết các hoạt động nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 vào hôm qua. Đến dự có Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Huỳnh Quốc Việt, Đại tá Lê Minh Quang, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 9. Tết Quân dân tại xã Lâm Hải đã tổ chức nhiều công trình phần việc thiết thực ý nghĩa như khám chữa bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho 300 người, xây dựng công trình lộ giao thông, 3 cây cầu nông thôn, đào đắp, ban lấp 4 km lộ đất đen, tặng 21 căn nhà, 380 suất quà cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, 70 suất quà cho học sinh khó khăn. Ngoài ra, các đơn vị còn phối hợp tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ, hái hoa dân chủ, gian hàng không đồng, các trò chơi dân gian, hội thi gói bánh tét, tổ chức bữa cơm ấm áp nghĩa tình quân dân với tổng kinh phí trên 17 tỷ đồng. Hoạt động Tết Quân dân đã góp phần cùng cấp ủy chính quyền địa phương giải quyết tốt chính sách an sinh xã hội, củng cố mối quan hệ đoàn kết quân dân, làm cho nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, chính quyền, hiệu quả hoạt động của các ban ngành, các tổ chức chính trị xã hội và lực lượng vũ trang, đặc biệt là góp phần xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, thế trận lòng dân vững chắc. Cũng trong hôm qua, huyện Trần Văn Thời tổ chức họp mặt mừng đảng mừng xuân Quý Mão năm 2023. Đến dự buổi họp mặt có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Văn Bi. Trong không khí đầm ấm nghĩa tình, lãnh đạo huyện ủy Trần Văn Thời phát biểu ôn lại kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, cũng như truyền thống của đảng bộ huyện sau 73 năm xây dựng và phát triển, đồng thời bày tỏ tình cảm, lòng biết ơn sâu sắc đối với các đồng chí nguyên lãnh đạo qua các nhiệm kỳ, sự quan tâm chỉ đạo giúp đỡ của tỉnh, sự nỗ lực của cấp ủy chính quyền, đoàn thể các cấp, đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với sự phát triển của huyện. Với những kết quả đã đạt được trong những năm qua, huyện Trần Văn Thời vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng cờ thi đua, nhân dân và cán bộ huyện Trần Văn Thời đã hoàn thành xuất sắc toàn diện nhiệm vụ công tác dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2021. Kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, huyện Trần Văn Thời có 19 đồng chí được trao tặng huy hiệu đảng vào dịp này. Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin tỉnh Cà Mau phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Hội thiện nguyện Nhẫn và Tâm tại thành phố Hồ Chí Minh trao tặng 50 xe lăn cho nạn nhân nhiễm chất độc da cam dioxin tại ba huyện Thới Bình, Nam Căn và Ngọc Hiển. Mỗi chiếc xe lăn trị giá 2.500.000 đồng, tổng trị giá 125 triệu đồng. Ngoài ra, các đơn vị còn tặng 45 suất quà Tết cho nạn nhân bị ảnh hưởng chất độc da cam dioxin trên địa bàn tỉnh Cà Mau, mỗi suất trị giá 500.000 đồng. Để ghi nhận tấm lòng vàng của các nhà hảo tâm, dịp này, Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen cho một cá nhân tại thành phố Hồ Chí Minh vì có thành tích xuất sắc trong vận động hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn tỉnh. Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin tỉnh cũng tặng giấy khen cho 3 cá nhân và ghi nhận tấm lòng vàng của ngân hàng SHB chi nhánh Cà Mau. Chiều hôm qua, Hội Bảo trợ Người tàn tật và Trẻ mồ côi huyện Đầm Dơi phối hợp với tổ chức từ thiện trao 100 suất quà cho người tàn tật, hộ nghèo tại xã Tà An Khương Nam và thị trấn Đầm Dơi. Mỗi suất quà gồm gạo, nhu yếu phẩm trị giá 350.000 đồng, tổng trị giá 35 triệu đồng do Đại lý thức ăn tôm Loan Chiếm, thị trấn Đầm Dơi hỗ trợ. Đây là việc làm ý nghĩa thể hiện đạo lý tương thân tương ái đối với hộ nghèo, người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết đến xuân về.
Sáng nay, Đài Phát thanh Truyền hình Cà Mau phối hợp với VNPT Cà Mau, Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau, Vietinbank Cà Mau và Công ty Ico Group chi nhánh Cà Mau tổ chức chương trình Xuân yêu thương tại xã Tân Hải, huyện Phú Tân. Đây là địa phương mà Đài Phát thanh Truyền hình Cà Mau được phân công hỗ trợ xây dựng nông thôn mới nâng cao từ năm 2019 đến nay. Thời gian qua, hai đơn vị đã phối hợp thực hiện có hiệu quả các chương trình hoạt động, đặc biệt là công tác an sinh xã hội. Tuy nhiên, do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19, nên đời sống một bộ phận người dân còn gặp nhiều khó khăn. Nhằm chia sẻ với địa phương và người dân, trước thềm năm mới, Đài Phát thanh Truyền hình Cà Mau đã vận động các công ty doanh nghiệp trao 100 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng, bao gồm gạo, mì và các nhu yếu phẩm, góp phần cho bà con đón một cái Tết tươm tất đầm ấm hơn. Sáng nay, tỉnh đoàn Cà Mau tổ chức chương trình Tết cho thanh niên công nhân hỗ trợ những phần quà Tết, động viên những hoàn cảnh còn khó khăn, tiếp tục cố gắng, phấn đấu trong năm 2023. Chương trình được tổ chức thường niên nhằm góp phần san sẻ với những lo toan của người lao động, kịp thời hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn trước thềm năm mới. Năm nay, tỉnh đoàn Cà Mau vận động Công ty Cổ phần Chăn nuôi CP Việt Nam trao tặng 300 suất quà cho thanh niên công nhân, thanh niên nông thôn có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Cà Mau, tổng giá trị các phần quà trên 50 triệu đồng. Thông qua hoạt động nhằm tăng cường đoàn kết tập hợp thanh niên công nhân lao động trẻ trong các công ty doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, góp phần xây dựng tổ chức đoàn ngày càng vững mạnh. Những năm gần đây, một số hộ dân ở xã Khánh Bình Đông, huyện Trần Văn Thời trồng hoa vạn thọ để bán trong dịp Tết Nguyên Đán, mang lại hiệu quả kinh tế khá ổn định, mở ra hướng đi mới cho người dân nơi đây. Anh Huỳnh Minh Đương, ấp Tư, xã Khánh Bình Đông bắt đầu trồng hoa vạn thọ phục vụ thị trường Tết cách đây khoảng 10 năm. Thấy nghề trồng hoa cho thu nhập ổn định nên anh Đương duy trì và ngày càng mở rộng quy mô. Đam mê của nghề hoa của em, hồi đó thì ông bây giờ chuyển lại cho em trồng được gần 10 năm rồi. Ngày hôm qua thì thu nhập cao hơn mấy ngày khác. Ngày ruộng thì chắc không lợi ngày qua này rồi. Ngày qua thì thu nhập cao hơn. Vụ hoa màu Tết năm nay, anh Đương trồng hơn 2.000 chậu, gồm hoa vạn thọ Mỹ và vạn thọ Thái Lan. Hiện tại, anh Đương chuẩn bị xuất bán với giá từ 17.000 đồng đến 32.000 đồng một chậu, tùy theo chậu lớn hay nhỏ. Theo anh Đương, với giá bán hiện tại, sau khi trừ chi phí, phân, thuốc và tiền hạt giống, anh có thể còn lợi nhuận từ 22 triệu đồng đến 25 triệu đồng. Trong cái quá trình trồng thì mình có gặp khó về kỹ thuật cũng như mình gặp khó về đồng vốn đâu không? Dạ không anh, bởi vì em xịt thuốc thì cử phân cũng em phân cử hết, em trồng 9 năm trong nghề em không sợ gì hết, trồng đạt 100% luôn. Rồi về vốn rồi? Dạ vốn thì không có nhiều vốn hết anh, cái có cầm không mà vốn không có nhiều hết. Dạ. Rồi mấy năm rồi thì cái thị trường đầu ra rồi làm sao? Dạ, năm nào em bán cũng 27-28 cũng đầu ra em hết rồi. Những năm trước đây, trên địa bàn xã Khánh Bình Đông có nhiều hộ trồng hoa bán vào dịp Tết. Nhưng do thời gian qua, tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, đầu ra gặp khó, nên một số hộ đã chuyển sang các mô hình sản xuất khác. Riêng anh Đương vẫn duy trì nghề trồng hoa cho đến ngày hôm nay. Hiện tại, chính quyền địa phương cũng đang xem xét, tìm biện pháp giúp cho bà con nông dân mở rộng quy mô sản xuất ở một số hộ khác, nhằm từng bước đa dạng các loại cây trồng, tăng thêm thu nhập trên cùng diện tích đất sản xuất. Sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ lao động, người có công và xã hội năm 2023 do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức. Tại điểm cầu Cà Mau, tham gia hội nghị có Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Dương Quỳnh Khải, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Minh Luân. Năm 2022, ngành Lao động Thương binh và Xã hội đã thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu Quốc hội Chính phủ giao. Các chính sách hỗ trợ người dân doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 được thực hiện kịp thời hiệu quả. Trong 3 năm, từ năm 2020 đến hết năm 2022, đã hỗ trợ cho trên 68 triệu lượt người lao động, người dân và trên 1,4 triệu lượt người sử dụng lao động với tổng kinh phí gần 104.000 tỷ đồng, thông qua hình thức chi trả bằng tiền mặt hoặc qua các chính sách trực tiếp và gián tiếp. Các chế độ chính sách hỗ trợ cho người có công với cách mạng được thực hiện đầy đủ kịp thời. Trong đó, đã chi trả trợ cấp người có công thường xuyên hàng tháng cho gần 1,2 triệu người, kinh phí hơn 29 tỷ đồng. Công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em được đẩy mạnh. Năm 2023,
ngành lao động thương binh và xã hội tập trung thực hiện 12 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tiếp tục thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, tiền lương, phát triển giáo dục nghề nghiệp, đáp ứng nhân lực có kỹ năng nghề, nhất là nhân lực chất lượng cao cho thị trường lao động. Thực hiện đầy đủ, kịp thời, hiệu quả, bảo đảm công khai, minh bạch chính sách ưu đãi người có công với cách mạng. Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế vừa có yêu cầu các cơ sở y tế tăng cường công tác cấp cứu, khám chữa bệnh trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. Cục đề nghị các đơn vị chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh trực thuộc bảo đảm thường trực 4 cấp gồm trực lãnh đạo, xử lý thông tin đường dây nóng, trực chuyên môn, trực hành chính hậu cần và trực bảo vệ tự vệ. Đề nghị các đơn vị chủ động đối phó với dịch bệnh, đặc biệt là tiếp tục thực hiện các chỉ đạo của chính phủ và ngành y tế về phòng chống dịch bệnh COVID-19. Bộ Y tế yêu cầu trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán 2023, các cơ sở khám chữa bệnh phải bảo đảm tất cả người bệnh cấp cứu được khám và điều trị kịp thời, không được từ chối hoặc xử lý chậm trễ. Tình trạng nghẽn, báo lỗi, chuyển tiền online tái diễn trong những ngày cận Tết khi mà nhu cầu thanh toán của người dân tăng lên. Theo Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam NAPAS cho hay, nhu cầu giao dịch chuyển tiền online của người dân vào dịp giáp Tết Nguyên đán năm nay cao hơn 2-3 lần so với năm ngoái. Thời điểm này năm ngoái, NAPAS ghi nhận lượng giao dịch lên tới 15-16 triệu giao dịch mỗi ngày. NAPAS cho biết, mặc dù các ngân hàng liên tục đầu tư nâng cấp hệ thống, song cũng chưa thể tránh được việc một vài ngân hàng bị quá tải, dẫn đến khách hàng không thực hiện được giao dịch trong giây lát. Tuy nhiên, các ngân hàng đều có bộ phận kỹ thuật xử lý tình trạng tắc nghẽn nhanh chóng ngay sau đó. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh vừa có công văn yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau chủ động ứng phó tình hình xâm nhập mặn, mưa trái mùa. Theo thông tin dự báo của Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Cà Mau, độ mặn tại lưu vực sông Ông Đốc có khả năng cao nhất xuất hiện từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 1. Độ mặn tại sông Gành Hào, đoạn sông thuộc địa bàn tỉnh Cà Mau có khả năng cao nhất từ ngày 10 đến ngày 13 tháng 1. Độ mặn tại hai trạm đo ở mức thấp so với cùng kỳ năm 2022 nhưng ở mức cao hơn so với thời kỳ đầu tháng 1 năm 2023. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai xâm nhập mặn trên các sông rạch ở mức cấp độ 1. Để ứng phó với tình hình xâm nhập mặn theo dự báo của Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Cà Mau, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đề nghị thường xuyên kiểm tra các công trình ngăn mặn, kịp thời phát hiện xử lý các sự cố, không để nước mặn xâm nhập vào vùng ngọt quá, thường xuyên kiểm tra đo độ mặn trên các sông, kênh rạch, các cống ngăn mặn, đặc biệt là vùng ngọt quá huyện U Minh và huyện Trần Văn Thời để có chỉ đạo xử lý kịp thời. Rà soát thống kê các diện tích sản xuất có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi xâm nhập mặn, triển khai các giải pháp xử lý phù hợp để phòng ngừa thiệt hại. Ngoài ra, trong những ngày qua, tình hình mưa trái mùa diễn ra thường xuyên, do đó cần triển khai hướng dẫn người dân các biện pháp bảo vệ tài sản để giảm thiệt hại. Đặc biệt là huyện Đầm Dơi cần lưu ý các biện pháp bảo vệ sản xuất muối trên địa bàn huyện để tránh thiệt hại. Với quan niệm trần sao âm dậy, người Việt vẫn thường đốt vàng mã vào những dịp quan trọng như là ngày Tết, ngày rằm, nguy cơ xảy ra cháy nổ sẽ rất là cao. Nhiều năm trở lại đây, việc đốt vàng mã đang ngày càng nhiều hơn. Ước tính mỗi năm, cả nước đốt gần 50.000 tấn vàng mã. Hoạt động này không chỉ gây lãng phí mà còn tiềm ẩn những nguy cơ cháy nổ. Tại nhiều địa phương, dịp lễ Tết trùng với thời điểm giữa mùa khô nên nguy cơ xảy ra cháy nổ rất cao. Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy có những khuyến cáo để đảm bảo an toàn trong phòng cháy chữa cháy. Quý vị và các bạn thân mến, bản tin trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Cà Mau đến đây xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.